Xin quý vị một tràng pháo tay. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình chúng ta cùng đến với tiết mục múa tính. Múa đàn tính. Thank you.
Buồn quá. Những kiểu dạng kiểu tốt mày bà lọ. Dạng kiểu già tốt chứ bà ơi. Nhà cho bé quá nhiều cho to đấy. Mai muối nhà bà đấy, có mai xem không bà mai. Mai này cả bà được bà mới kia đấy, con bà mới kia chứ. Không có này thôi. Không có nào là của bà. Ông ấy nó mang bao nhiêu bánh kẹo ra luôn cho nó đó. Bà mới kia. Chị là giống cho mình thế. Ông sợ đau. Bà nghĩ là gì đấy, cái gì đó qua qua đi hết. Cháu cô nó sống vô tư rồi thì nó không hiểu. Cho nó đau đầu. Không hiểu gì đó. Trong khi mặc áo mới đấy. Nó phải mặc áo dài đi. Cũng làm cái chặt trẻ ra nhỉ nhỉ. Cho nhạc to lên tí. Có nhạc to lên tí thì hay. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức bài múa khăn piêu Điện Biên. Nhà cô cứ xây giàu thôi. Nhà cô xây quá rồi, nhà cô ơi. Đấy trà, chị mua con piêu là đẹp nhất, cái con xây con piêu. Mua con piêu đẹp không? Mua con piêu trong những cái chữa trong đấy. Thank you.
trường trung. Đây là những cô gái đã từng làm tan nát trái tim của biết bao chàng trai Điện Biên thuở ấy. Và ngày hôm nay, các bà trở lại đây ôn lại những bài múa, bài hát của dân tộc Thái quê chúng ta. Rất đẹp. Tiếp theo là điệu múa hái rau. Thank you.
Tiếp theo chương trình là tiết mục múa Trái Còn Mùa Xuân.